Hello, lại là một siêu phẩm đến từ nhà Urungu nữa đây. Đó là chiếc quạt tích điện địa bàn vô vàn nhiều chức năng. Cùng khám phá em nó với mình nhé. Em nó thiết kế địa bàn nhỏ gọn, ngoài ra quạt còn gấp được, có thể mang đi mọi nơi mà không sợ cần gì hết. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng của quạt Urungu này nha. Em này có chức năng thông minh là mình có thể sử dụng được cái remote điều khiển từ xa. Và nút đầu tiên là nút có thể bấm tắt mở nguồn. Thứ hai là nút bấm đèn và mình có thể thay thế cho chiếc đèn ngủ vào ban đêm. Nút này là nút có thể điều khiển tăng giảm tốc độ gió. Và chức năng cuối cùng là nó có thể điều khiển xoay qua xoay về như là một cái quạt thông thường nha. Ra em nó còn có thể điều khiển trực tiếp lên máy như thế này, rất là thông minh và tiện lợi. Bây giờ mình sẽ điều khiển trực tiếp lên chiếc máy quạt như thế này cho mọi người cùng thấy luôn ha. Điểm mạnh của em này hơn những chiếc quạt thông thường khác là nó có thể tiết điện trong thời gian dài. Chỉ với một lần sạc mình có thể sử dụng lên đến 3 ngày liền mà không cần cắm sạc. Và em này có thể xoay lên đến 360 độ. Khi điều khiển trực tiếp như thế này cũng rất là dễ dàng luôn. Và chức năng đèn sáng như thế này vừa đủ để làm một chiếc đèn ngủ vô cùng tiện lợi mà không cần phải mua thêm một mà được hai chức năng luôn nha. Đặc biệt em này có thể xoay theo hướng tùy thích. Ra còn thiết kế 4 kênh đế để bàn chắc chắn và có thể gắn tường được. Và khi mua hàng mình sẽ được tặng kèm theo cáp sạc điện như thế này ha.